Mọi người nha, không phải là không phải là Lan giờ mới ngủ đó, ý là không phải là Lan ngủ trễ, mà tại vì tôi ngủ từ 10 giờ cơ, tôi ngủ sớm lắm nên tôi ngủ sớm lắm. Nhưng mà tôi đi vệ sinh xong cái tôi ra cái tự nhiên tôi sợ ma, cái tôi không có ngủ lại được nữa, nên là tôi nghĩ là sẽ hát cho mọi người nghe một bài gì đó vui vui xong rồi đi ngủ lại nha. Ok, cái bài vui thì dạo gần đây trên top top á, tôi có thích cái bài gì meo meo á. À đây, cái gì ta? Sao hôm nay lại cứ ngăn ngơ thế này? Sao bây giờ đây, phút chủ em chỉ thấy anh thôi đây. Tắt đèn đi, chả là tâm trí đây. Meo 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 meo, chả là tâm trí tôi đây. Cứ như mèo con tắm nắng trong khu vườn nhà sát, trong lành có ông lòng em có anh, mới chỉ được gặp anh mỗi lúc ban chiều là ưng, qua chừng lòng em cứ tưng 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 meo 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 meo